Thì Thọ đang chạy trên đường Điện Biên Phủ các bạn. Bữa trước thì Thọ có làm một cái clip về cái đường này rồi. Thọ có nói là đường này không được trải nhựa, nhưng mà hiện nay các bạn nè, đường toàn tuyến của đường Điện Biên Phủ nối giữa đường Hùng Vương với đường quốc lộ 19 mới đã được trải nhựa hoàn toàn rồi nha các bạn nha. Đang trải gần xong rồi các bạn. Còn một phần bên phía tay trái đường nữa sẽ là trải luôn. Đường này được trải nhựa toàn bộ luôn các bạn nha. Cỡ kẻ là cái đường, cái chỗ lạch tràn nước ngập đó các bạn cũng trải nhựa luôn. Phía đây là trồng trụ điện nè các bạn. Nè các bạn, trước mắt là cái chỗ lạch tràn nè các bạn, cũng được trải nhựa luôn. Lạch tràn này thì vào mùa nước lũ các bạn nó sẽ ngập, nhưng mà cũng được là trải nhựa luôn. Đấy, chứng tỏ là con đường này là được làm là tốt nha các bạn, làm rất là tốt. Đoạn này được đoạn ngập nước nè bạn. Thank you.